Tập trước, hai đội đã có một ngày khám phá văn hóa ẩm thực trà đạo cung đình Huế và nhờ kinh nghiệm ở nhà chuyên pha trà cho bố mà Hữu Long đã giúp đội mình vượt lên dẫn trước 4 điểm. Sau đó hai đội đã thử tài vá xe đạp và di chuyển đến trung tâm hy vọng. Đội nào đến đích trước sẽ được một điểm thưởng. Không nào chạy được đến chạy nhá. Sắp đến rồi. Chú ơi, đường nhất lệ là ở đâu? Nhất lệ. Trăng. You handle like that. Anh chỉ hơi mỏi chân thôi. Anh ơi, cho em hỏi Nhật Lệ gần đây không anh? Nhật Lệ gần đây không? Nhật Lệ. Vâng. Đi quá rồi hả? Chúc mừng hai đội đã thực hiện nhiệm vụ và Long và Dena giành được thêm một điểm. Rồi rồi, đến rồi. 2-2. Cô Hồng nhé. Cô Hồng. Đây đúng không? Đúng không? Chào cô, à con chào cô ạ. Cô ơi, con chào con nha. Con chào cô. Theo như là con bọn con đã vượt qua thử thách trước và đã đến được trung tâm của mình thì là cô sẽ giao nhiệm vụ gì cho chúng con ạ? Cô sẽ giao nhiệm vụ cho là cả hai đội. Trong thời gian 120 phút, các bạn hãy giúp các em nhỏ trong trung tâm hy vọng bán sản phẩm của mình có tổng giá trị theo đơn gốc là 1.500.000 đồng. Nếu trong thời gian quy định bán đạt mốc 1.500.000 đồng và mang về đích được 3 điểm, nếu bán đạt mốc 2.000.000 đồng và hơn đối phương 300.000 đồng sẽ được một điểm thưởng. Thế là 2 tiếng đồng hồ của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu! Ủa anh biết phóng tay ở đâu? Anh biết chỗ nào? Yeah, anh biết. Look Andy, what Andy run? Cái anh hoi xa thì mà mình từ đây tới đó anh có biết đường không? Biết, chắc chắn biết. Cái trung tâm của mình là có gần đại nội không cô? À, sau lưng là đây là đại nội. Về đây. Đi tới đây, phùng hưng đi mua đây là đại nội. Ra đây rẽ trái ạ. Đại nội là vâng ạ. Không, đại nội là trong kinh thành á. Em rất tuyệt vời, chưa để chào mọi người. Chào các bạn. Là bọn em đang đi giúp bán hàng cho mấy bé mồ côi ở trại hy vọng á. Nên mấy anh có thể xem qua và có vật nào mình thích mình mua về cho vợ con mình được không thì hỗ trợ cho em. Có cái chiếc bọc rền đấy. Dạ có, cái này là cái túi đựng, đây là quyển sổ. Quyển sổ này là làm bằng giấy cắt tông á anh, là những cái giấy mà thùng tái chế lại á. Dạ. Anh mua sườn đi là mấy? Dạ 50.000 thôi. Bán nha, nói sao cho khéo nha. Ở đây. Cười tươi lên. Tụi em đang làm từ thiện. À, không biết là anh có thể đóng góp được không ạ? Dạ, ok, cảm ơn. Na tự tin là một người kinh doanh giỏi cho nên là công ty là Long và Na sẽ hoàn thành thử thách này khá là tốt. Mong là như vậy. Được. Trời ơi, hôm qua em mặc đồ đẹp xong rồi em bán dễ, hôm nay em mặc đồ không có ăn nhập gì á. Xin chào các bạn, mình có thể nói chuyện một thi được không? Bây giờ hôm nay mình đang muốn giới thiệu những sản phẩm là người ta. Đây là những cái đồ handmade đồ mà mấy bạn đã tự làm. Không biết là mấy bạn đã xem qua chưa ha? Anh là người ở đâu? Canada. Anh người Canada ở chưa? Hay rồi. Jesse. Thử không? Sợ anh gì à? Anh chả lo gì, anh chỉ lo là đang đi mà cái xe bị xẹp á. Là cực á. Đây, chỗ này rồi. Excuse me. I'm doing the charity. Không được. Quải hả? Bình tĩnh đi, từ từ. Còn nhiều thời gian mà. Đây là quyển sổ. Giống như là dạng notebook mà bằng thổ cẩm. Dạ. Dạ, em còn có 3 cái thôi.
Anh mua bóp được không? Bây, đây là 40, còn cái sổ là 30. 30. Anh có thể ủng hộ Dư Dư để cho em... Đây, anh lại màu đi anh. 150. Cái này hỏi với chị nè. Còn màu đen không? À, dạ thôi, màu này đẹp hơn. Yeah. Màu đen đeo rất tối thui, không có thấy gì đâu. Bao nhiêu em nhiều bao nhiêu? Màu trắng hả? Cái gì? À, chị muốn màu trắng, vậy chị có thể lấy cái đôi của em không? Anh mua cái này hả? Cái đó 70 ạ. Chị ơi, con mua đồ đựng trang sức không? Ủng hộ con cái. Dạ, em con vừa thi hoa hậu xong. Cô có ủng hộ thực hiện cho bọn con đi. Dạ. Chị. Cảm ơn ạ. Mặt đẹp ra phải ủng hộ chứ. Thôi mặt đẹp không kiếm, không mài ra được rồi. Chị ơi, chị mua quà lưu niệm Huế không? Ok, cảm ơn chị. Mua quà lưu niệm không anh? Bán cái này 50.000. Bao nhiêu? Bây giờ 2, 4, 5, 6, 7. Ok, ok, nhanh, gần rồi. Dạ, okay. 300.000 nha, cố lên 300.000 nữa. 300.000 nữa? 300. 300, ok. Diana hả? Chị, em biết chị Diana thi hoa hậu không? Tất cả đi vô đang chụp cho. Mày mua hộ chị. Đứng ở đây, đứng ở đây. Cảm ơn các em. Trời ơi. Nào, đứng vô nào. Cười tươi nha, ai không cười. 1, 2, 3. Thôi, không có tiền. 30.000. Anh biết rồi, rồi, một không sao đâu em ạ, chị cảm ơn em nhiều. Chị cũng xin lỗi nha, chị không có bớt được. Đây em. Ủa đó, thần tượng chị Diana quá trời luôn. Tội nghiệp quá, thấy tội lỗi quá. Đưa tiền em má. Trời ơi, sao suốt ngày nghĩ đến tiền thế? Anh bảo anh thích hạnh phúc cơ mà. Hạnh phúc là có tiền hạnh phúc, hiểu chưa? Sao bây giờ anh đổi bản chất à? Trời ơi, không thể tin được. Đây. Dạ 7 hả? Đại nghĩa. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh chị. Cô. Nhưng nhiệm vụ là phải về trước hết đôi sang hay sao? Ừ, 2 tiếng lận mà. Vừa đi vừa bán được không? Hay mình cứ đi cái đường đi về đi, rồi trên đường đó mình sẽ gần, mình cố gắng bán thêm được nhiêu thì bán. Ok. Sao cũng nhận ra Diana rồi. Anh không được thật lợi dụng danh tiếng của em để mà đi bán hàng kiếm tiền cho anh đó. Anh để em bán mình nữa. Đừng quay mặt ra. Đừng quay mặt hàng. Quay mặt ra chào hàng. Nè, chị Diana này. Biết không? À, các em tự biết làm. Chị Diana không? 30.000. Mua đi, mua chị một cái đi, xong rồi chụp hình với chị Diana. Mua đi chứ. Cái thôi. Được. Mua một xin chụp được. Cũng mua một cái thôi rồi chụp được hình. Cái này là 30, cái này 30, cái này 50. Cái này 7. Cái này 60. Nãy giờ anh chị bán đây đó. Anh chị bán đây mà có bạn bè nào giới thiệu qua đây mua nha. Bán từ thiện á. Chứ không phải là kinh doanh đâu. Chụp ở đây nhá, đứng ở đây, áo đẹp quá. Chụp đi, chụp nhiều vô, chụp nhiều mua nhiều nhá. Chụp đi, chụp nhiều vô, chụp nhiều mua nhiều nhá. Nhanh lên. Anh hy vọng là em và anh thắng lần này, bởi vì lúc nào tour rất là buồn phải không? Đồ không ăn nhập mà vẫn bán được là được rồi. Mặc đồ đẹp như hôm qua nữa thì còn bán được nhiều nữa. Yeah. Bây giờ là bao nhiêu công được? Không cần 30.000, 10.000 công được. À và cái này nữa. Chứ gặp nhà bà Phúc thì bao nhiêu là không được, không sao. Dạ, mấy chị muốn cho bao nhiêu cũng được vậy. Long về sớm thế, đã bán ở đâu mà về sớm? Bán ở chợ Long, bán ở chợ Đông Ba. Đông Ba luôn. Vào chợ luôn, rất là thú vị đó. Thì Diana đã rất là mát tay và bán cho những bác bán hàng ở đó là cứ 100 lần miss rồi 100 lần nhãn rồi một sau rồi đến lúc mà mình giao nhiệm vụ phải bán hàng thì Diana với lại anh Long đã vào trong chợ và bán thẳng cho những người mà mình đã bán mình đã mua. Mình bán lại cho những người mà mình đã mua. Vô đây bán được chưa? Em xin cảm ơn nhiều. Rồi, em cảm ơn nhé. Đây, giờ đây chị mua.
Nhớ đúng không? Thôi, thổi qua nhau, thổi qua nhau, thổi qua nhau. Rồi, nghe nghe nào. Cô bán mít nào, cô bán mít, cô bán mít. Cô bán mít. Rồi, ok. Cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn cô ạ. Còn cô bán đuôi bò nữa đó. Đây, cái này xong rồi. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn nhiều nha. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Long với Diana đã có cái tiền trong tay rồi. Tức là mình kiểm tra bên này trước. Đây, 180, 200. Rồi, 200. Rồi, tiền chẵn là 300. 300. Triệu 1. Triệu 2. Triệu 2. Thế là cuối cùng trong thời gian quy định đã có 1.400.000. 1.400. Rồi, trả lại cho Diana. Còn lý do, cái tò mò nhất ấy là đội này nhân với Jesse đã kiếm được bao nhiêu? Chính xác là 2 triệu. Thôi. 2 triệu 168 nghìn. Vậy chúc mừng Ngân với Jesse. Thế là Ngân với Jesse được 4 điểm. Rất tiếc vì Long vì Diana đã thiếu mấy chục ngàn để đặt cái mức triệu rưỡi. Thế là thử thách này không có điểm. Ừ. Như vậy sau hơn 120 phút đi bán hàng, cả hai đội đã thu được tổng cộng 3 triệu 568 ngàn đồng. Và toàn bộ số tiền đã được trao lại cho cô Hồng để phụ giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt ở trung tâm Hy vọng. Sau đó hai đội di chuyển về khách sạn để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Đây, mấy cái bạn vào đây sẽ có nhiệm vụ tiếp theo. Đây. Đứng bắt ăn nha. Ăn tối. Rồi bây giờ các bạn tập trung nhiều vào, bởi vì mình sẽ phải sử dụng cái tai của mình để nghe. Các bạn sẽ được nhìn 15 món đồ do chương trình cung cấp. Một đội tạo tiếng động, một đội bị bịt mắt và đoán. Mỗi hiệp sẽ đoán 10 món do chương trình quy định. Đội nào đoán trúng nhiều hơn được 2 điểm. Thế là mấy hai bạn bịt mắt. Nhớ rồi, Ngân, Jesse sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi Long, Diana. Ok. Rồi xong. Bây giờ Ngân với Jesse có quyền bàn với nhau 15 giây. Cái khen đúng nghĩa. 9. Cái nghĩa là cái gì? 8. Yeah, 7. Đó là tiếng động của chiếc đĩa được để lên cái đĩa. Đúng rồi, chúc mừng. Chính xác. Món thứ hai. Đúng rồi, thế là môn thứ hai cũng rất là chuẩn. Môn thứ ba. Mười lăm giây. Mười lăm. Mười bốn. Bánh, bánh, các em. Lấy cái bánh ra khỏi bao. Dạ. Chín. Sẵn sàng chưa? Dạ. Thế là lấy cho là gì? Lấy cái bánh tôm, cái bánh, nói chung là cái bánh mì ra khỏi cái bánh mì lòng. Đúng rồi, chúc mừng Ngân với Jesse. Món thứ ba, đoàn cũng đúng. Món thứ tư. Đào phòng 13 hoặc là 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 rồi. Đó là tiếng động mở vỏ cái ni lông ở trên nắp cho nước xuống nè. Sai. Bây giờ đến môn thứ 5. Thank you.
15 giây. 15. Anh không nghe gì hết. 14. 13. 12. 11. Ok. Là tiếng uống nước trong đây vậy? Sai. Rồi, môn thứ 5. Sai. Mình đến môn thứ 6. Đúng rồi, mở lon. Đây, bây giờ mình đến món thứ 7. Bây giờ món cuối cùng để Jesse và Ngân đoán. Vì Jesse đã đoán được sau món chừng 10. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ mình sẽ đổi lại vai cho nhau. Thế là bắt đầu tiếp thứ 2. Ngân với Jesse sẽ tạo tiếng đồng. Lâm với Dana đoán. Ok. Đây. Bắt đầu món đầu tiên. Anh nghe thấy tưởng chị lấy cái lá từ cái điện của anh.
chắc. Lá đúng không? Cái miếng dính á, cái sticker, cái lột lột ra mà dính nhau. Cái miếng dán á? Dạ, dạ. 15. Bây giờ 14, nghe em cái này đi rồi xong. 13, rồi. Okay. 12, rồi. 11, 10, okay. 9, chọn là không 8, được. Chọn là 7, gỡ cái miếng 6, mồm dính ra. 5, cái miếng dính mồm nâu. Mồm đầu tiên, dán đúc. Yes. Bây giờ mồm thứ hai. Cái bóc lạc đúng không? 14, 13, 12, 11, 10. Chị cố tình dính sát vào tay anh đúng không? Không phải đâu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, bỏ cái lá, 1. Bỏ cái lá đúng không? Hết giờ. Ngắt lá. Sai. Rồi, chúc mừng. Ngân với Jesse đã lừa bạn mình. Môn thứ 3. Mười bốn, mười ba, mười hai, xé cái tờm, mười một, xé cái khăn giấy ướt, mười, chín. Em đoán là xé khăn giấy ướt ạ. Sai. Nước. Rồi, món thứ tư. Cởi dây, cởi dây thun ra khỏi bị thuốc. Đúng rồi, chúc mừng ông với Diana đoàn môn này được. Đây, môn thứ 5. Chỉ có giọt nước thôi. Còn em đoán là sẽ là rót được công nước ạ. Đoán được món này. Đây. Đây, món thứ 6. Mà chỉ cần nói như thế thôi, mình không. 15, 14, 13, 12, 11. Mở bao diêm, mở lấy que diêm ra. Rồi, đúng rồi. Rồi, môn thứ 7. Khỏi bao. Đúng rồi. Môn thứ 8.
lá. Làm gì? Ngắt lá, lấy lá. Ngắt hoặc bỏ. Rồi, ok. Môn thứ... chưa? 14, 13, 12, bấm bút bi, 11, 10. Bọn em đoán là bấm bút bi. Rồi, đúng rồi. Chúc mừng Long và Diana. Và như thế này là Long và Diana có tổng số lời trả lời đúng là 7, là hơn cái kia rồi. Thế là được 2 điểm, chúc mừng. Long, sao đoán giỏi thế nhỉ? Tại vì thứ nhất là Long cũng đã, lúc mà làm Long nghe rất kỹ rồi. Và cái thứ hai là tại vì Long hướng cái tai ra đây thì có thể là nghe sẽ rõ hơn. Tại vì lúc mà Ngân thì Ngân không có trườn ra bàn á, nên là nghe xa là sẽ không nghe được. Ví dụ Long bị sát cái bút bi vào người như này thì Ngân sẽ không nghe được cái tiếng bút bi. Hey,